Tim và Trương Quỳnh Anh mặc tông xẹt tông tới chúc mừng Trang Pháp. Cặp đôi tình tứ dự buổi ra mắt dự án Đừng Để Con Một Mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 26 tháng 6, Trang Pháp tổ chức sự kiện giới thiệu CD, video chia sẻ cách phòng chống tệ nạn xâm hại trẻ em của 6 bà mẹ nổi tiếng như Thu Minh, Hồng Nhung, Trương Quỳnh Anh, Trà My Idol, Thảo Trang, Đăng Trang và ra mắt cuốn cẩm nang chống xâm hại cho con cùng MV Đừng Để Con Một Mình. Tim Tháp Tùng Trương Quỳnh Anh tới event này. Cặp đôi mặc tông xẹt tông trắng đồng đều, tình tứ như chưa từng có chuyện ly hôn. Tim mới từ Hàn Quốc trở về sau khi nhận giải Model Star Award thuộc khuôn khổ sự kiện Asia Model Festival 2017. Vợ chồng đang coi Thủy Anh tới ủng hộ dự án mới của Trang Pháp. Người mẫu Minh Trung mặc đơn giản cá tính. Em Ly có mối quan hệ thân thiết với Trang Pháp từ vài năm nay. Giu Lê ấn tượng với phong cách chuẩn men. MC Thanh Bạch trẻ trung phong độ ở tuổi ngoài 50. Quán quân The Voice Ali Hoàng Dương và quán quân Việt Nam Idol 2016 Giai Đất Phương vui vẻ hội ngộ. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chụp ảnh cùng Trang Pháp và các nghệ sĩ trong sự kiện. MC Anh Khoa cầm chịch buổi giới thiệu dự án tuyên truyền cách phòng chống nạn xâm hại trẻ em. Tiến sĩ tâm lý Phạm Thị Thúy và bé Thảo Nhi là đồng tác giả cuốn sách cẩm nang chống xâm hại cho con. Cô gái bị khuyết tật Nguyễn Thị Thơm là khách mời trong buổi trò chuyện với các nghệ sĩ và phụ huynh có con trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Trang Pháp cho biết, thời gian tới, dự án Đừng Để Con Một Mình tiếp tục được thực hiện với sự chung tay của nhiều nghệ sĩ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!